chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chỉ đạo Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Cục Hợp tác Quốc tế, Đại học Thái Nguyên, các sở ban ngành trong tỉnh, các công ty thời trang, các nghệ nhân cùng đồng hành và cùng thực hiện. Đêm khai mạc đã mở ra không khí tưng bừng phấn khởi với các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa ba nước, chính thức bắt đầu tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam tại Thái Nguyên. Chúng tôi xin mời quý vị đại biểu chúng ta hãy cùng lên chụp ảnh Ngay từ những ngày đầu tiên, các hoạt động trải nghiệm đã thu hút được sự tham gia rất lớn từ các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Ngay tại sảnh chính của bảo tàng là gian hàng của công ty Kim Việt, nơi đây trưng bày những sản phẩm vô cùng tinh xảo do chính tay những người khuyết tật tạo nên. Dọc lối đi vào là không gian văn hóa miệt vườn với các sản phẩm đặc trưng của miền Tây, giúp các em có những trải nghiệm mới mẻ và lý thú. Tiếp đến là khu vực đầy màu sắc của văn hóa Malaysia và Việt Nam. Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi đến Hà Nội và tôi thực sự yêu thích thời tiết, con người và đồ ăn nơi đây. Trong buổi diễn thời trang tối nay, chúng tôi mang đến rất nhiều bộ sưu tập trang phục truyền thống, trang phục trên nền vải batik và trang phục đương đại. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ họa tiết cây dương xỉ với nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên. Bộ sưu tập với khoảng 24 mẫu thiết kế với sự tham gia của 24 người mẫu và tôi thực sự là nó sẽ đạt được sự thành công trong tối ngày hôm nay. Tôi đến từ Malaysia và chuyên ngành của tôi là về công nghệ làm vải batik. Tôi cũng đồng thời là một nhà thiết kế. Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi thấy các bạn vô cùng thân thiện, cởi mở và thực sự rất xinh đẹp. Cảm xúc trong tôi là sự tự hào và vô cùng hứng khởi vì được chia sẻ những đặc trưng văn hóa của nước mình với các bạn. Tuần văn hóa thực sự rất thú vị, nó cho tôi cơ hội được tiếp xúc với những điều mới mẻ và tạo nên những cảm hứng nghệ thuật mới. Đến từ vùng đất của nắng và gió Ninh Thuận, nghề dệt truyền thống của người Chăm là tài sản văn hóa vô giá của dân tộc. Sản phẩm dệt của người Chăm mang những nét đặc trưng tiêu biểu. Từ bàn tay khéo léo của người thợ dệt, những sợi chỉ nhỏ mỏng manh dần biến thành những tấm thổ cẩm có hồn, có màu sắc rực rỡ và hoa văn bắt mắt. Bộ trang phục mà tôi đang mặc là phục sức dành cho cô dâu trong ngày cưới. Ở mỗi bang thì chúng tôi có một loại trang phục khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi được đến Thái Nguyên và cảm giác vô cùng thú vị và mới mẻ. Trong đêm diễn tối nay, tôi sẽ trình diễn một điệu nhảy truyền thống của đất nước Malaysia. Cùng với đó, các em học sinh có dịp được trải nghiệm hoạt động múa lân vô cùng độc đáo và sôi động, được sống trong không khí rộn ràng của những ngày lễ Tết. Có thể nói, đây chính là không gian mới mẻ để sáng tạo cho các bạn nhỏ thỏa sức trí tưởng tượng và thử thách sự kiên nhẫn của bản thân mình.
tranh về biển đảo thu hút đông đảo sự tham gia của tất cả các em. Nói đến Malaysia, không thể không nhắc đến nền ẩm thực đa dạng, trong đó có ẩm thực chay. Đến với ngày hội văn hóa, các đầu bếp đã trình diễn các món bánh chay từ các loại lá, quả gần gũi với đời sống hàng ngày. Khu ẩm thực chay thu hút rất nhiều các bạn trẻ tham gia đánh chuối, nhào bột, nặn bánh. Những món ăn vừa quen vừa lạ, làm ai cũng háo hức, nấn ná mãi chẳng muốn về. Bước đến khu vực chợ vùng cao là một không gian văn hóa đầy màu sắc. Có thể dễ nhận thấy, nổi bật nhất là gian hàng vải in bằng phương pháp cổ truyền. Các nghệ nhân sử dụng sáp ong đặc biệt, chấm từng nét tỉ mỉ lên tấm vải vô cùng tinh xảo và cầu kỳ. Chợ họp ngay giữa một bãi đất trống bằng phẳng, gió lùa từ phía nhưng không vì thế mà kém phần tấp nập. Chợ có nhiều hoạt động thú vị và náo nhiệt, thu hút rất nhiều người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Người phụ nữ Mông cần mẫn xe sợi vẫn không cửi gây ấn tượng với bất kỳ ai khi đến đây. Ở một góc chợ là hình ảnh rực rỡ sắc màu của những chiếc khăn đội đầu, những tà váy áo của cô gái Mông. Tấm vải thổ cẩm thêu với những đường nét tinh xảo. Ẩm thực của người Mông là điểm nhấn đặc biệt trong khu chợ. Hình ảnh khói bay nghi ngút bên chảo thắng cố, đượm mùi rượu ngô xua đi cái lạnh đầu mùa. Hòa cùng sắc màu văn hóa các dân tộc, các liền Anh, liền Chị đem đến những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh đầy ngọt ngào, tình tứ. Và một không gian đặc biệt được dành cho hoạt động chiếu phim tư liệu về văn hóa của các nước. Tiếp nối các hoạt động, các vị đại biểu và quan khách được đến với không gian văn hóa trẻ Tân Cương với sự hiện diện của công chúa bang Pahang Asia Iskandar. Trong không khí đầm ấm, vui tươi là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa bà con và đoàn nghệ thuật Malaysia. Gia vô cùng thích thú với trải nghiệm thăm đồi chè và trực tiếp được tham gia vào quá trình sản xuất. Bà Veni Awani Alamsia, đại diện đoàn Indonesia vô cùng ấn tượng với trải nghiệm hái chè, sao chè, được tự tay rót chén trà mời quan khách.
Đêm gala diễn ra trong bầu không khí vui tươi, ấm tình hữu nghị của ba nước. Gần 20 tiết mục văn nghệ với đủ các thể loại âm nhạc dân gian, hiện đại, đương đại, độc tấu, hòa tấu từ các nghệ sĩ, cán bộ, học sinh, sinh viên. Tất cả đã tạo nên một bản hòa ca đa sắc, gắn kết các cá nhân, các dân tộc trở nên gần gũi nhau hơn. Tôi ghé thăm Thái Nguyên. Tôi đã đến đây vào năm 2012, 2013, 2015 và 2016. Riêng trong năm nay tôi đã đến đây 2 lần. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc vì được đến Thái Nguyên, một thành phố nổi bật với bản sắc văn hóa và cộng đồng cư dân vô cùng thân thiện. Đó là lý do mà đoàn Malaysia có tới 24 thành viên trong chuyến viếng thăm lần này. Chúng tôi có những nghệ nhân in vải batik, nhà thiết kế, nghệ sĩ vẽ henna. Chúng tôi có những cộng đồng văn hóa, những điệu nhạc. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến nhiều nhất có thể, cố gắng để có thể chia sẻ được nhiều hơn. Điều mà tôi thích ở Thái Nguyên là những di sản, những đặc trưng văn hóa, bản sắc tộc người. Việc bảo tồn những giá trị đó là vô cùng quan trọng. Có rất nhiều điều mà Malaysia có thể học được từ Thái Nguyên trong việc giữ gìn văn hóa tộc người. Dù khoa học công nghệ có phát triển nhiều như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải chú trọng bảo tồn bản sắc dân tộc. Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được đứng ở đây, được chia sẻ những trải nghiệm của tôi với bạn bè quốc tế. Đây cũng là sự vinh hạnh cho tôi nếu được góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tương lai của hai nước Việt Nam, Malaysia. I think it's very good, even though with the technology that we have. Đêm gala khép lại trong tiếng nhạc rộn ràng, tất cả cùng nắm tay nhau hòa chung trong một điệu múa, giai điệu trẻ trung, sôi nổi, hứa hẹn tinh thần hợp tác bền chặt, hữu nghị giữa các quốc gia.